cây nhà Nhật tán đẹp bạn nhé. Đây là một loạt các cái cây nhà Nhật mà thân chi. Các bạn nhìn thấy ạ. Cái thân của nó thì thoát thân khoảng tầm 70 đến 80 phân. Cây cao tầm 1 mét đến 1 mét rưỡi. Số lượng cũng hạn chế, không có nhiều bạn ạ. 3-40 cây. Các bạn có nhu cầu mua các cây nhà Nhật mà thân chi thì vui lòng liên hệ với mình nha. Số điện thoại 097 797 3535. Thân đẹp không ạ? Các cái cây này, cái thân của nó rất là đẹp, thẳng và không bị vấp thân nhé bạn nhé. Thân rất nuột luôn. Đang trong cái cung đoạn là tỉa tán. Các bạn có nhu cầu liên hệ với mình nhá. Số điện thoại là 097 797 3535. Đó.